Hi, chào anh em mọi người, mình là Tùng S65. Rất vui quay trở lại bạn trong video clip ngày hôm nay với một ác cực kỳ ngon bổ rẻ cho các anh em. Mình nói luôn, ông nào còn ác ngon hoặc là cái gì nhỉ, ham hố mua đi bán lại chơi luôn này được nhá. Đây là một ác hết sức ngon lành với một team cực kỳ đẹp, sáng thấy hổ. Server mới quên mất, server này server cũ ra nó cũng bình thường, nhưng mà AI server mới các bạn nhá, server số 65 đôi hiện nay đang là sáng thế hổ với toàn tù chất 15 mới toanh nha các bạn ạ. Loại Magaki gọi là cua, E6 gọi là cua, mới nhất hiện nay phải kể tới Mr. Karate và đặc biệt là Elizabeth. Elizabeth gắn vào trong team sáng thế hổ sẽ cực kỳ thích hợp vì bản thân nó cũng là con hổ đánh theo kiểu là ôm bom nhảy sông. Elizabeth không đánh được lâu dài các bạn ạ. Elizabeth khi còn khiên thì rất trâu và có khả năng khắc chế mọi đối phương, kể cả là từ chất 15 với khiên của mình cũng như là tạo khiên cho đồng đội. Ai đánh vào tuyên những cái lượt sau của Elizabeth từ lượt số 3 trở đi chẳng hạn thì Elizabeth mất khiên rồi lại tỏ ra khá yếu thế, mỏng manh. Tuy nhiên điều đấy cũng không quan trọng lắm vì Elizabeth có khả năng phản đòn tới 50%. Điều đấy rất vô cùng có ý nghĩa khi trong cái team sáng thế hổ rất cần một kẻ nằm xuống, đặc biệt kẻ này nằm xuống này còn ôm bom với đối phương, chính là Elizabeth đúng không các bạn. Rồi ok, mình sẽ chất rất nhanh chóng môn miếc cũng như tốt đồ trường anh em. Nhị môn server mình sẽ lại server 65 nhá, cách mình dẫn 5 server đấy, nghĩa là nó rơi vào khoảng độ 4 đến 5 tháng. Các anh em mới thấy là cái mức độ như này nó cũng là hợp lý thôi, so với tô đấu trường không hề có gọi là thọt thiết này các anh em nhá. Tô đấu trường cao nhất hiện nay là 85, 86, đấy là 84 rồi đấy, nó rơi vào khoảng top 2x. Tổng uy lực hiện nay đang là 17.000, nó cũng rơi vào khoảng độ top 2x về mặt uy lực. Chủ ác rất là ưu tiên tích kim cương để đua mèo quay mèo, nên thành ra các anh em thấy có hơi gọi là yếu thế một chút so với những người chơi top đầu tiên. Chắc chân trong top 2x mỗi ngày có 180 kim cương free tới từ đấu trường. Sau lợi tức thì ạc vừa mới hết, mình check rất nhanh chóng chi tiết túi đồ cũng như danh sách võ sĩ và kết thúc video ở đây. Giá ạc bao gồm toàn bộ mọi chi phí, thật bất ngờ chỉ là 1,1 triệu tròn. Bạn nào mua thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Đây là video bán ác tập số 219.